Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối phát sóng truyện đêm khuya của ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng gặp gỡ làm quen với một cây viết mới lần đầu tiên đến với kênh chúng ta, Nguyễn Mạnh Dũng, với tập truyện Bóng Ma Trong Phòng Tinh Học. Xin mời quý thính giả cùng theo dõi nhé. Tại xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, tỉnh Hà Tây cũ, nay thuộc thành phố Hà Nội, Minh, cậu bé 16 tuổi được bố mẹ đưa tới đây định cư. Nơi này ngày xưa là vùng đất hoang vu hẻo lánh. Nhà nước đã có chế độ quy hoạch nơi đây là một vùng kinh tế mới, gọi tắt là nông trường 1A. Những người dân ở cách các huyện lân cận, xa hơn là các tỉnh khác, được kêu gọi tới đây để làm kinh tế. Họ được cấp hai loại đất, là đất ruộng để trồng lúa, đất màu để trồng cây ngắn ngày như ngô, khoai, sắn. Ngoài ra, người dân cũng được nhận khoáng đất để trồng cây công nghiệp lâu năm là chè. Thời điểm bấy giờ là loại cây kinh tế mũi nhọn. Mỗi hộ gia đình đều được cấp một khoảng đất rất rộng để trồng. Và tất nhiên khi thu hoạch, sản lượng đều phải nộp một phần cho hợp tác xã. Những người tới đây làm ăn đều dẫn theo gia đình và con cái. Người lớn hàng ngày tập trung vào việc gia tăng sản xuất. Lũ trẻ thì lây lắc tự chơi với nhau. Bác trưởng thôn thấy dân cư kéo đến ngày một đông, đã đề xuất với huyện cho xây dựng một trường cấp 3 để con em đỡ phải đi học tận mười mấy cây số. Lúc đó kinh tế khó khăn, không có tiền xây mới, nên người ta trưng dụng lại cái bệnh viện bỏ hoang, góp sức tu sửa lại dần dần, cũng có chỗ để cho bọn trẻ học. Vùng này ngày ấy đất hoang còn nhiều, dân cư lại tập trung theo xóm, mỗi xóm lại có khoảng độ chục gia đình sinh sống, cách nhau phải 3-4 cây số. Họ đều từ tứ xứ tới đây lập nghiệp, gọi nhau là dân góp. Từ lúc nhà Minh chuyển tới thì nông trường này cũng hoạt động được mười mấy năm rồi. Dân cư đã khá nhiều nhưng chưa thể gọi là đông đúc. Mái trường cấp 3 cũng trải qua cả chục khóa học sinh. Hôm được mẹ dẫn tới trường nhập học, Minh liếc nhìn sự rộng rãi và quang cảnh của ngôi trường mà không khỏi ngạc nhiên. Ngay ngoài cổng có một cây đa cổ thụ phủ bóng kín một khoảng trời. Cổng trường thì được dựng bằng các cột bê tông và cánh cổng được làm bằng sắt. Có hai cổng phụ và một cổng chính. Cổng chính thì đóng chặt im lìm, chỉ có hai cổng phụ đang mở. Lúc ấy đang là buổi chiều, âm thanh của các lớp học vang vọng ra bên ngoài. Mẹ Minh vừa bước ra khỏi cổng được vài bước thì đã nghe có người gọi: "Đi đâu đây?" Hai mẹ con quay lại, nhìn thấy một người đàn ông râu tóc rậm rạp, khuôn mặt gầy gầy, mặc bộ quần áo công nhân cũ kỹ. Người đàn ông ấy làm cho Minh sợ, có vẻ đây là bảo vệ của trường. "Em đưa cháu tới nhập học, nhà em mới chuyển tới đây." "Đi thẳng vào, chỗ cái nhà hai tầng đó, phòng hiệu trưởng ở đó." Nói xong ông ta quay lưng đi. Minh và mẹ đi thẳng theo hướng được chỉ. Lúc này Minh mới có cơ hội quan sát kỹ hơn ngôi trường. Bên phải là một sân bóng đất, bên trái là dãy nhà cấp 4 có 3 phòng học. Phía xa xa đằng kia là dãy nhà cấp 4 có 2 phòng học. Và ở đầu bên kia là một dãy nhà nằm im lìm dưới hàng cây vải tùm. Ở đây có mấy căn phòng nhưng đã bị đóng chặt, nhìn có vẻ gì đó âm u và ghê rợn, khiến cho mình không dám nhìn lâu. Khoảng sân trước mấy căn phòng u tối, trồng hai hàng vải. Cây nào tuổi đời cũng phải trên chục năm là ít. Cành lá xum xuê tươi tốt, rợp bóng mát. Đi qua dãy nhà cấp 4 lại là một khoảng đất rộng nữa. Bên phải dùng để xe đạp, bên trái ở giữa có một cái cột cờ. Trước mặt là khu nhà 3 tầng. Nơi này nhìn như thế nào cũng không giống với trường học. Mọi thứ đều cũ kỹ, lớp sơn đã bong tróc lỗ chỗ, rêu đã phủ kín.
nhìn từ xa âm u không kém những ngôi nhà bỏ hoang. Minh được mẹ dẫn vào phòng hiệu trưởng, rồi lại được dẫn sang phòng văn thư làm thủ tục. Do có người quen giới thiệu trước mọi thứ nên diễn ra nhanh gọn chưa đầy một tiếng. Sáng ngày mai có thể cho cháu tới nhận lớp rồi. Mẹ Minh vâng dạ cảm ơn rồi chào ra về. Hai người vừa bước ra thì bỗng tiếng hét thất thanh vang lên từ trong khuôn viên nhà trường. Thầy ơi, bạn ta bị ma nhập. Mẹ con Minh tái mặt nhìn nhau. Thầy hiệu trưởng vội nói: Nói năng lung tung, ma nhập cái gì? Chắc trò ấy bị sai nắng thôi. Thầy hiệu trưởng nói khéo để mẹ con Minh về trước, sau đó mới vội chạy tới kiểm tra tình hình. Lúc đi ra cổng, hai mẹ con thấy một đám học sinh đang tụ tập quanh một đứa hình như mới học lớp 10. Mấy đứa kia nhận ra Minh là học sinh mới, thấy cậu sợ sệt, chúng nó bày ra bộ mặt trêu ngươi. Nó bị ma nhập đó, học ở đây thì cẩn thận. Nghe tới thì Minh sợ trúng người, nhưng vẫn tò mò nhìn xem sự tình. Ở giữa đám đông, một đứa học sinh đang nằm vật ra đất, tay chân giãy giụa. Có hai thầy cô đang tra sức kỳ lại, mắt nó trợn trắng lên, miệng luôn gào thét: Đau quá, bỏ tôi ra, đừng cắt tay tôi, đau. Mẹ Minh vội kéo cậu nhanh chóng rời khỏi đi. Một vài đứa học sinh còn để lại biểu cảm bắt chước cậu bé kia, mắt trợn ngược lên, vẫy vẫy tay với Minh. Ra tới cổng, Minh kéo tay mẹ lại, mặt mày nhăn nhó: Mẹ ơi, cho con về quê đi, ở đây con thấy ghê ghê sao á. Mẹ xoa đầu cậu: Nhà quê ta bán hết rồi, từ nay trở đi chúng ta sẽ ở đây, dần dần con sẽ quen thôi mà. Minh nghe mẹ nói vậy, chỉ biết yểu xìu lủi thủi đi về. Gia đình Minh được sắp xếp sinh sống tại xóm 5. Căn nhà mà họ đang ở là được một người quen cho mượn. Xung quanh nhà trồng rất nhiều nhãn. Điều làm Minh thích thú là ở sau nhà có một con suối. Qua con suối là một cái đầm sen rộng lớn. Lúc chán Minh có thể ra đó ngồi cả buổi. Đó là điều cậu đã suy nghĩ khi vừa chuyển tới đây. Buổi chiều bố mẹ Minh tới nhà bác trưởng thôn để nhận khoáng ruộng. Minh ở nhà không có việc gì làm, bèn đi lanh quanh sớm mà tham quan. Đi tới đường lớn, một đám trạc tuổi Minh còn đang chơi khăn với nhau. Thấy có đứa lạ mặt, cả sớm xúm lại. Thằng Long đứng ra hất hàm hỏi. Thằng này được cả đám cho làm đại ca vì nó lớn tuổi nhất, và một phần tính cách cũng khá ranh mãnh. Mới tới hả? Tên gì? Nhiều tuổi? Minh, 16 tuổi. Nhà mới chuyển tới chỗ vườn nhãn cạnh suối á. Cả đám nghe thấy cái nhà cạnh suối thì gật đầu. Thằng Long bắt đầu giới thiệu tên cả đám. Tao là Long đại ca, 17 tuổi. Thằng Dũng, thằng Độ, 16 tuổi. Thằng Tuấn Anh, 15 tuổi. Còn hai đứa Linh với Ngọc Anh, 13 tuổi. Cả đám gật đầu chào nhau một cách ngượng ngùng. Để giải tỏa không khí, thằng Long kéo Minh vô chơi cùng. Tới chiều tối thì cả đám bị gọi về, lúc ấy cuộc vui mới giải tán. Thằng Long nói lớn với đám bạn đang chuẩn bị đi về: Mai dậy sớm, 6 giờ đi học đó nghe. Dũng nghe vậy thì ngạc nhiên: Ủa, dậy làm gì sớm vậy? Đi vặt xoài. Thằng Long khịt khịt mũi. Minh cũng chen vô: Ê, chờ tao chứ nha, mai tao tới nhận lớp á. Mấy đứa gật đầu rồi ai về nhà nấy. Minh vừa về tới nhà thì thấy bố mẹ đang ngồi trò chuyện. Nhà bác ấy cho mình mảnh ruộng, chỗ đó hơi trũng, phải mất công đắp cao. Còn ruộng màu với đất trồng chè thì ngày mai nhận. Tôi thấy vườn nhà mình rộng nè, rào lại khéo nuôi được thêm gà, có suối thì nuôi thêm được cả vịt cũng được đó. Thầy bảo ở đây hay mất trộm gà vịt, mình mới tới, để xem tình hình cụ thể sau đã.
Ừ, thôi được rồi. Ông xem rào lại cái cổng đi, tôi đi nấu cơm. Tối hôm đó là bữa cơm đầu tiên của gia đình Minh ở căn nhà mới. Tuy chỉ vài món đơn giản, nhưng không khí quây quần cũng ấm cúng và tràn đầy hy vọng vào một tương lai tươi sáng phía trước. Tối đó Minh trằn trọc không ngủ được. Nó đang rất lo lắng cho buổi đầu đi nhận lớp mới của nó vào ngày mai. Thế rồi quay quắt mãi cũng tới tờ mờ sáng. Mẹ gọi dậy chuẩn bị quần áo và ăn sáng để bà đưa đến trường thì Minh từ chối. Mẹ cứ nhà làm việc đi, có mấy anh hôm nay dẫn con đi rồi. Mới tới mà đã có bạn rồi hả? Ừ, đi cẩn thận nha con. Minh đứng đợi ngoài cổng được một lúc thì đám bạn hôm qua đã đi bộ tới. Minh thấy chỉ có đám con trai, còn hai đứa con gái thì học cấp 2 nên không đi chung. Thằng Long vẫn là người lên tiếng đầu tiên. Nhà mày có túi bóng không? Cho anh mượn cái. Ừ, em không có. Trời ơi, tụi bay làm ăn rõ chán. Hẹn nhau đi vặt xoài, thế mà xách mỗi cái xác không à. Anh có dặn đâu mà bọn em mang. Hãy nhét vào cặp cho kín đi. Ngu dốt, nhựa xoài nó ra đầy cặp. Về mẹ mày biết á, mẹ mày đánh cho nát đít luôn. Thôi bữa nay thằng Minh nó nhận lớp, cho nó đi sớm đi, ngày mai hay sao? Long nói rồi quay qua nhìn Minh, giới thiệu thêm một thành viên nữa. Hôm qua thằng này không có chơi cùng nên Minh chưa quen. Đây là thằng Đức, nhưng mà mày cứ gọi nó là anh hai. Đó là tên ở nhà của nó, nó bằng tuổi tao á. Thằng hai dáng người cao gầy, làn da đen hơn hẳn những đứa khác. Đi tới nhổ một bãi nước bọt vào tay rồi chìa ra, ý định bắt tay thằng Minh. Chào mừng tới hội đồng nát. Thằng Long hất cầm ra hiệu, thằng Minh làm theo, cũng nhổ một bãi nước bọt vô tay rồi bắt tay thằng hai. Em là Minh, mới chuyển tới. Sao hôm qua không thấy bắt tay như thế này ạ? Đây là cái trò tóm lợm mà nó nghĩ ra thôi. Đứa nào gia nhập nhóm á thì phải làm như vậy. Bọn tao kinh quá nên thôi để cho nó làm mình á. Long đáp tỉnh bơ. Lũ trẻ kéo nhau đi học, đứa nào cũng gần trường nên phương tiện di chuyển là xe Căn Hải. Bọn chúng nói đi bộ cho khỏe chân. Từ nhà Minh tới trường phải đi qua một con đường đất, hai bên trồng toàn nhãn. Bên dưới nhãn là những cây chè xanh mướt, hàng lối đều tăm tắp. Sau đó là khoảng vườn trồng măng, phải đến mấy hecta. Lúc sắp đi tới vườn măng, thằng Long tỏ vẻ bí hiểm nói: Thằng Minh mới tới, hay là bọn mày kể cho nó nghe chuyện vườn măng đi. Thằng Dũng nhanh nhẩu: Để em, chuyện này là phải để em. Lũ trẻ vừa đi vừa ngó nghiêng tỏ vẻ sợ sệt. Tuy là hiếu kỳ với những câu chuyện tâm linh kỳ quái, nhưng chúng cũng rất sợ ma. Thằng Dũng chỉ tay vào cái giếng cũ nằm tích ở góc vườn măng mà nói: Chỗ cái giếng cũ kia kìa, ngày trước có người chết ở đó đó. Mình nghe là biết sắp có chuyện ma. Nó tập trung mắt nhìn vào cái giếng cũ đó. Cái giếng nằm im lìm khuất sau những khóm măng dày đặc. Phải nhìn kỹ lắm mới nhận ra được cái vật hình trụ màu đen toát lên một sự lạnh lẽo u ám. Người chết là một đứa con gái, nó chỉ mới 7-8 tuổi thôi. Nhà nó chuyển tới vùng này cũng chưa có lâu. Người ta trồng nhãn trồng bưởi, nhà nó lại đi trồng măng, còn xây nhà ở giữa vườn măng nữa. Ngược đời chưa? Ủa, trồng măng thì sao? Em thấy bình thường mà. Thằng Dũng bị ngắt lời thì nó hơi bực, nhưng nó chỉ tay hướng về phía đầm sen rộng lớn phía xa kia mà nói: Ừ, nhưng mà đó là chỗ khác, còn ở đây nó khác. Người lớn hay kể là gặp một con ma nữ ở ngọn tre. Hôm nào mà trời không có gió mà cây tre nó có tiếng xào xạc, cành tre thì đung đưa, chính là con ma nữ đó nó đang chải tóc. Nhà mày gần suối, hôm nào trăng sáng mày ra xem thử. Thằng Minh bị dọa tái mặt lại rồi im thinh thích. Dũng thấy vậy thì trong lòng vui lắm. Đoạn nó kể tiếp:
tre với măng nó cùng họ. Người ta bảo đừng có trồng, kẻo ma nữ nó tới. Cái nhà nó nhất định không tin. Nói trồng chè thì vài tháng mới thu hoạch được một lần, mà thu một lần là phải vất vả phơi nắng phơi mưa mà hái chè. Nhà nó trồng ăn thu liên tục lại chẳng vất vả như trồng chè. Thằng Long bên cạnh lên tiếng: "Kể nội dung chính đi cái thằng kia." Thằng Dũng lén lườm một cái rồi mới kể vào trọng tâm câu chuyện. Sau khi nhà nó trồng ăn á, những cây tre đầu tiên cao vút qua đầu người, rồi bụi măng cứ thế mọc ra. Nhà kia bán được măng thì hả hê lắm, trong khi người dân phơi nắng hái chè thì nhà nó sáng chặt măng bán, chiều đếm tiền. Thế rồi sự lạ ập tới. Nghe người lớn kể, cái đứa con gái nhà họ bị ma nữ tóc dài bắt gặp cái lúc nó đang chạy tóc. Thế là ma nữ bay tới vườn măng hả? Mình hỏi. Thằng Dũng gật đầu: "Ừ, hôm nào nhà nó cũng nghe cái tiếng xào xạc, dù là trời không có gió. Đứa con gái hôm đó mắc tiểu đi ra vườn chỗ cái giếng để giải quyết. Nó nghe cái thấy cái tiếng xào xạc trên đầu thì sợ lắm, cố tiểu cho nhanh để đi vào nhà. Nhưng mà vừa đứng dậy nha, thì ở sau lưng có cái thứ gì đó nó cạ vào vai. Con bé sờ tay vào thì phát hiện ra là tóc. Tóc của ma nữ dài từ ngọn cây chạm tới vai con bé luôn. Con nhỏ sợ quá đứng im không có dám chạy, chỉ biết khóc lên. Con ma nữ nó lộn ngược người xuống, thò hai cánh tay dài ngoằng ra, bế xốc con bé đặt lên trên thành giếng." Mình lại thắc mắc: "Sao nó không hét lên ta? Hay là sợ quá đứng người luôn?" Thằng Dũng chờ mình nói hết mới tự tốn giải đáp: "Không phải. Người nào mà thấy ma nữ tóc dài đó thì đều bị nó trói hồn, không thể chạy được nữa. Người ta còn nói là nó đã chủ định bắt con gái nhà này rồi. Với lại bố mẹ con bé thấy con ra ngoài lâu mãi mà không vào nhà, cảm giác bất an mới bật đèn pin đi tìm. Thế mà không hiểu sao họ lại không ra chỗ cái giếng, cứ đi lanh quanh gần nhà thôi. Mãi sau mẹ nó mới nhớ là con bé hay đi ra chỗ cái giếng ở sau góc vườn. Bèn đem đèn ra soi thì tá quả lên. Con ma tóc dài đang dắt con bé đi lanh quanh cái miệng giếng như là người chơi với búp bê vậy đó. Tóc con ma nữ nó dài lắm, xõa kín cả khuôn mặt. Chỉ nghe nó cười hé hé ghê rợn lắm. Mẹ con bé hoảng quá la toáng lên gọi chồng. Con ma nghe tiếng hét mới vội buông con bé ra rồi chạy mất. Nó cứ đu ở trên cái ngọn cây tre, vừa đu vừa cười hé hé vậy đó. Lúc nó đu qua đầu mẹ con bé, nó còn lườm bả một cái nữa, làm bả sợ vãi cái ra quần luôn. Thế con bé ấy thì ra sao? Thì ngã xuống giếng luôn chứ sao. Bố nó ở tích đầu vườn bên kia, rừng măng thì dày đặc nên không có đi nhanh qua mà cứu kịp được. Mẹ nó thì lúc này sợ mất mật, cứ ngồi gào thét là có ma có ma. Bố con bé lúc sau chạy tới thì nó chết rồi. Tức quá ổng mới chạy vô nhà, vác dao ra định đuổi theo. Nhưng mà con ma tóc dài bỏ đi từ lâu rồi. Dân làng lúc đó nghe tiếng kêu la cũng vội kéo tới. Thì lúc mà vớt con bé lên được, mày biết sao không? Sao? Thằng Dũng lấy tay quấn quanh cổ nó rồi diễn tả. Cổ nó bị thích chặt bằng tóc luôn. Nó bị thích cái cổ chết rồi mới bị ném xuống giếng á. Cái lúc vớt lên á, mái tóc dài ngoằn lùng nhùng vẫn còn quấn quanh cổ con bé. Mặt nó hả, tím đen từ bao giờ rồi. Mắt chứ miệng đều trào máu ra, nhìn ghê lắm. Thằng Minh nghe sợ quá, bấu chặt vai thằng Long. Đám còn lại thì im lặng chăm chú nghe, không có dám lên tiếng. Thằng Dũng quay qua hỏi khẽ: "Sau này á, tưởng đâu nhà nó chuyển đi phải không?" Chứ cái chỗ có ma ai ở lại nữa. Thế mới nói nhà đó ngược đời.
bố nó bắt mẹ nó với thằng anh phải ở đó để bắt ma để mà trả thù. Thằng Minh lúc này đã sợ toát mồ hôi, nhưng mà nó vẫn nghĩ rằng cái bọn này vẽ chuyện để dọa con ma mới là nó thôi. Thằng Dũng vẫn đang trong đà kể chuyện, chưa chịu dừng lại. Mỗi đêm trăng sáng, người dân đi qua đây lại nhìn thấy có bóng người đang lanh quanh ở trên miệng giếng, có lúc lại treo ngược lên cành cây tre mà đu như khỉ vậy. Người ta nói đó là vong của con bé bị ma nữ giết á, nó chết oan nên cứ ở đó mãi. Chợt thằng Dũng đứng lại, tỏ vẻ bí hiểm, xong lại hét toáng lên: Ma tóc dài kìa! Rồi nó co giò lên chạy. Cả đám hoảng loạn la ó ôm sầm chạy theo. Mình nghe vậy thì lông gái dựng ngược lên, nó bất giác nhìn về phía cái giếng. Trời lúc này vẫn đang tờ mờ sáng, cái giếng toát lên vẻ đáng sợ tới run người. Thằng Minh cũng co giò lên chạy theo. Cả đám hét hò vang cả đoạn đường. Chạy qua rừng tre thì mới chạy chậm lại. Đứa nào cũng đứng thở một lúc rồi mới cười ha hả với nhau. Chỉ có thằng Minh là mặt nó đã tái mét rồi, thiếu chút nữa là tiểu hết ra quần. Thằng Long an ủi: Không phải ma đâu, nó dọa đó. Thở đi rồi chuẩn bị sức chạy tiếp nè. Thằng Minh lúc này đã mệt bở hơi tay, nghe chạy tiếp thì hơi lo. Chạy gì nữa vậy? Cứ đi thì biết. Thằng Long cười nham hiểm. Cả đám đi qua một vườn keo nữa thì tới một con dốc. Bên trái có 4-5 ngôi nhà mọc san sát nhau. Chúng dừng lại trước một ngôi nhà có cổng sắt. Thằng Độ cầm một hòn đá lớn ném bang một cái vào cánh cổng sắt. Thằng Minh đang không hiểu tại sao nó làm thế, thì rất nhanh trong nhà có tiếng chạy, tiếp theo đó là tiếng sủa gâu gâu. Lúc này thằng Minh mới nhận ra là thằng Độ nó chọc chó. Khoảng 4-5 con chó to đùng nhau nhau chạy ra. Chạy đi! Cả lũ vội xách quần lên mà chạy. Thằng Minh vẫn ngây thơ đứng nhìn, đoạn thắc mắc: Sao mà lũ chó này thoát ra được mà đuổi mà chạy chứ? Thì đột nhiên con chó đực to nhất, nó nhảy vọt lên một cái, bay qua cánh cổng rồi đáp xuống đất. Mình há hốc mồm: Trời đất mẹ ơi, có phải chó không vậy? Lúc này nó mới nhận ra nguy hiểm, vội xách cả dép lên mà chạy. Trong đời nó chưa bao giờ nghĩ tới cảnh ngày đầu đi học mà khổ như thế này. Con chó vừa chạy vừa sủa. Mấy thằng chạy trước đứng trên đỉnh dốc thì họ hét thúc giục thằng Minh chạy nhanh lên. Nhưng khổ nổi hai chân sao chạy nhanh bằng bốn chân, lại còn chạy ngược lên dốc. Kết quả là thằng Minh bị chó táp ngay một phát vào mông. Nó sợ quá kêu lên oai oái. Đám bạn lăn bò ra mà cười. Cũng may hồi đó nhà đứa nào cũng nghèo, cho nên bố mẹ mua cho những cái chiếc quần bò vừa dày vừa rộng, để dành lúc nào lớn thì nó mặc vẫn vừa. Chiếc quần đã cứu thằng Minh khỏi bị thương, nhưng vết cắn thì hơi đau. Chạy tới đỉnh dốc thì con chó ngưng đuổi. Thằng Minh mệt quá ngồi bệt xuống. Cả đám được một phen cười rụng rúng. Lần sau bảo chạy thì phải chạy nha, đừng có mà nghệch mặt ra vậy. Chọc chó là trò chơi mạo hiểm đặc sản của vùng quê, không có nó thì tuổi thơ thật là thiếu sót. Thằng Minh đã từng rất nhiều lần đi chọc chó, nhưng lần này bị cắn là do nó chủ quan. Cười nói tới chán chê, lũ trẻ lại khoác vai nhau đi tới trường. Thằng Long hất hàm về phía trước nói: Còn sớm, vô đây ăn sáng đã. Tới cổng, cả đám xúm lại một gian hàng nhỏ để mua quà ăn sáng. Quán này là của bà Hòa, dựng lên dưới gốc cây đa lớn, trống trước trống sau, chỉ có mái che và mấy bộ ghế gỗ. Thằng Minh thấy cả đám đi vào, nó dừng lại đứng ở bên ngoài chờ. Long quay lại hỏi: Sao vậy, không ăn sáng hả? Thằng Minh thò tay vào trong quần, ở đó còn đúng cái nịch. Nó đáp: Ừ, em ăn ở nhà rồi, mấy anh ăn đi, em đứng đây đợi. Thật ra nó cũng muốn vào lắm, nhưng mà làm gì có tiền. Thằng Long hiểu ý,
Ăn rồi thì cũng cứ đứng vào đây. Nói xong nó lấy một cái bánh dúi vào tay thằng Minh. Đoạn nói với bà chủ quán bánh: Bác bán thêm cho cháu cái bánh này nha. Bà Hòa nhìn thấy người mới thì liền hỏi: Người mới ha, con cái nhà ai vậy? Mặt sáng sủa này chắc công tử bột quá. Thằng Long ưỡn ngực vỗ vỗ: Nhà nó mới tới, bố mẹ nó thì cháu không biết tên. Thấy nó ngu ngu cháu nhận làm đàn em, kẻo bị bọn khác bắt nạt á. Bà Hòa nói với thằng Minh: Không có tiền thì cứ vào đây ăn, rồi trả sau cũng được mà. Minh thì ngại không nói câu nào. Nó đặt lại cái bánh về chỗ cũ. Thằng Long nghe bà Hòa nói vậy thì vội nói: Thì cháu cũng nợ được đúng không? Riêng mày á, ăn ngày nào tính tiền ngày đó. Thế là cả đám lại cười. Bị chọc quê, thằng Long hậm hực rút tiền ra trả, đem bánh dúi vào tay thằng Minh rồi đi thẳng vào trường. Trước khi đi còn không quên dặn dò lại vài câu: Thằng Dũng với thằng Đỗ, hai đứa mày bằng tuổi nó, tí hỏi cô xem nó được xếp vô lúc nào, tao có việc đi trước ạ. Thế là cả đám cùng nhau ăn xong rồi kéo vào bên trong. Sáng sớm sân trường đã lác đác vài đứa học sinh phải trực nhật cho nên tới sớm. Thằng Minh được bạn dẫn vào trong. Nó lại ngước nhìn khu nhà đóng kín khóa chặt kia, bất giác hỏi: Ê, cái dãy nhà kia sao đóng kín vậy? Thằng Dũng với thằng Độ đột nhiên đứng lại: Chỗ đó ngày xưa để xác người chết, chứ lại có ma. Ngày trước có người treo cổ chỗ cây vải ở chính giữa ngôi nhà, từ đó ma dám tới nữa. Bảo sao nhìn cứ thấy chỗ nó u ám kiểu gì. Thằng Dũng lại bắt đầu hù dọa: Trường này nhiều ma lắm, mày mới tới đừng có đi linh tinh, chỉ ở trong lớp thôi, kẻo bị ma trêu á. Như hôm qua là có đứa bị ma nhập thật á hả? Ủa, cái lúc đó mày cũng có mặt hả? Bọn tao nghe kể thôi, nhưng mà bọn tao biết là có con ma cục tay. Lúc nào nó đối rượu là nó tìm người để nhập vào, kêu gào phải cho nó uống rượu. Ôi, trường kiểu gì mà toàn ma với quỷ gì? Thằng Dũng vừa bịt miệng thằng Minh lại: Mày cẩn thận cái miệng, bà thân bây giờ. Chỗ này ngày xưa là bệnh viện, người ta trưng dụng để làm trường học, cho nên ma cỏ nhiều. Nói năng bậy bạ xúc phạm tới họ là mày tôi đợi. Thằng Minh sợ quá gật gật đầu. Lúc đó thằng Dũng mới buông nó ra. Cả ba đi thẳng vào trong. Rồi thằng Dũng chỉ vào dãy nhà có hai cái lớp học ngay gần dãy nhà bị đóng khóa. Chỗ đó là của bọn lớp 10. Bọn mình học ở trên tầng 2. Tầng trên là của lớp 12. Chúng nó nghịch lắm, đừng có dây vào. Bây giờ bọn mình ngồi đây, chờ xem tí mày học lớp nào. Có 6 lớp 11 cơ. Hai đứa ngồi nói chuyện thì học sinh bắt đầu đi vào lớp ngày một đông đúc. Một lát sau thì giáo viên bắt đầu đến. Thằng Dũng chờ cô chủ nhiệm tới rồi chạy ra hỏi: Cô ơi, có bạn học sinh mới tới, bằng tuổi với em. Bố mẹ bạn ấy bận đi làm cho nên em dẫn bạn ấy tới nhập học ạ. Cô nhìn Minh một lượt rồi nói: Cô chưa có nhận được thông báo, em cứ lên lớp đi, để cô dẫn bạn tới phòng hiệu trưởng. Tiếng trống tùng tùng vang lên, học sinh thi nhau chạy vào lớp. Thằng Dũng nói với Minh: Mày đây nha, tao lên lớp trước ạ. Minh gật đầu. Cô giáo lúc này mới quay qua thắc mắc hỏi mình: Sau này đi người không vậy? Sách vở của em đâu? Dạ, chiều nay mẹ em mới dẫn đi mua. Sách vở cũ bị mưa ngập hỏng hết rồi. Lúc chuyển tới đây em chỉ mang theo được vài bộ quần áo à. Cô giáo hiểu, bởi những gia đình chuyển tới đây định cư đa phần là từ những vùng khó khăn. Vì cái nghèo cái khốn khó, họ mới phải chọn bỏ xứ mà đi. Minh được cô giáo dẫn tới phòng hiệu trưởng để hỏi việc Minh được xếp vào lớp nào. Thầy nhìn Minh rồi từ tốn nói: Mẹ mấy nói năm ngoái em được học sinh giỏi, thôi thì xếp luôn vào lớp cô đi.
Cô giáo gật đầu rồi dẫn Minh đi lên lớp. Lúc này Minh lại quan sát kỹ hơn. Dãy tầng 1 là các phòng của ban giám hiệu, phòng y tế và phòng chứa đồ dùng thể dục. Cầu thang nằm ở giữa dãy nhà. Chân cầu thang có một căn phòng, có cái cửa gỗ bé bằng một nửa cửa ra vào bình thường. Chắc lâu không được mở nên bụi đã phủ một lớp. Mình đi theo cô giáo lên tầng 2. Trước mặt là một ban công rộng, có mấy cái lan can bằng sắt màu xanh. Bên trên là dãy phòng học. Tầng 2 này có 6 phòng, mỗi bên 3 phòng, 2 phòng to và 1 phòng bé. Phòng học bé gọi là phòng ngách, tùy vào số lượng học sinh mà được xếp vào phòng lớn hay nhỏ. Lớp 11A1 và 11A2 do ít học sinh nên được xếp vào phòng ngách. Phòng học của lớp Minh là phòng ngách nằm ở dãy bên phải. Dọc đường đi, Minh lại để ý phát hiện ra có một phòng cũng được đóng kín. Thấy ở trường này có quá nhiều bí ẩn nên Minh mạnh dạn hỏi: "Cô ơi, phòng này sao lại quá kín vậy?" Cô giáo đáp nhát gừng cho xong: Đây là phòng tin học. Do trường chưa tuyển được giáo viên tin học và lo học sinh vào phá phách nên phòng này được khóa lại đó." Mình cảm giác căn phòng này có chút kỳ lạ. Phòng tin học sao lại dán bùa lên trên chứ? Nói xong, cô giáo cho mình một quyển vở và một cây bút. "Hôm nay em ghi tạm vào đây đi. Thời khóa biểu thì hỏi bạn Dũng đưa cho." Mình được xếp ngồi cạnh Dũng, chỗ của hai đứa ngay sát cửa sổ hướng ra vườn vải. Giờ ra chơi, cả lớp xúm quanh bàn của mình hỏi han đủ thứ chuyện. Lúc này chúng mới biết nhà Minh ở tận trong Thanh Hóa. Vì nghèo quá nên bố mẹ phải bỏ quê tới đây. Năm ngoái nhà bị lũ lụt ngập cao, sách vở chẳng còn lại gì. Thấy nhà bạn nghèo nên ai nấy cũng thương cảm. Lại thấy Minh viết chữ đẹp nên nghĩ người bạn mới này học giỏi. Hỏi han chán chê, lũ bạn lại quay ra nói chuyện khác. Ở đây hình như những câu chuyện ma rất được ưa chuộng. Một thằng ra chiều hiểu biết nói với vẻ nghiêm trọng: "Ê, chiều qua có đứa lớp 10 bị ma nhập á. Nó cạnh nhà tao. Con ma đòi uống rượu, thế nên hôm qua về thằng bé say ngất ngay luôn." Thằng Dũng ngồi cạnh Minh giải thích cho nó: "Trường này ngày xưa là bệnh viện dã chiến á. Người lớn kể như vậy, các cụ phải lên tận vùng hẻo lánh này để đóng quân. Sau này chiến tranh qua đi á thì rút về, để lại bệnh viện bỏ hoang này. Nghe nói ngày ấy có nhiều người bị thương do bom đạn rồi chết ở đây. Thế nên chuyện ma quỷ ở đây là chuyện bình thường." "Thế mà không chuyển trường đi hả? Ở đây sợ thế mà." "Mày muốn chuyển là chuyển được sao? Xã để đất cho dân còn làm kinh tế, người lớn họ còn phải làm ăn. Có chỗ cho mày học đã là may lắm rồi. Thời gian đâu mà để ý tới chuyện ma mẻ tào lao." Mình biết mình nói sai nên im lặng, rồi cũng muốn góp vui bằng câu chuyện ma của mình. Nó bèn lên tiếng dò hỏi: "Các cậu có muốn nghe chuyện ma về quê tớ không?" Cả đám lập tức nhao nhao lên đòi kể đi. Mình đột nhiên được làm tâm điểm của đám đông thì vui lắm. Nó lấy hơi, ngồi ngay ngắn xong xuôi mới bắt đầu kể: "Chuyện này là do mẹ tớ kể, tớ cũng không có được chứng kiến. Làng tớ có một cái hầm nhốt ma. Người ta kể trước khi mà có cái hầm này á, thì thường thấy những cái bóng ma đi trên đường đi, nhìn kinh dị lắm. Đoàn ma già trẻ trai gái lẫn lộn, con thì thiếu chân, con thì cụt tay, con thì người nát bét, cứ bò lê lết rồi gào thét. Các cụ trong làng bảo á, đó là những người bị dính bơm rồi nổ chết nát xác. Những năm còn chiến tranh bơm dội xuống liên tục, cho nên vài mét lại có một cái hầm trú ẩn. Đứa trẻ nào đi học cũng đều phải đội mũ đan bằng rơm bện chặt lại để bảo vệ bản thân. Người ta cứ nghe tiếng máy bay là sợ lắm, phải nhanh chân trốn hết xuống hầm. Thế thì hôm đó có một cô bé không hiểu sao cứ đứng ngẩn ngơ giữa đường, cái lúc máy bay nó bay qua mà vẫn không chịu đi. Phải có người lao tra bế xuống chỗ trú ẩn, thì đúng lúc máy bay thấy, thả bơm ngay chỗ cửa hầm luôn." Nói đến đây,
Thằng Minh dừng lại, đập mạnh tay xuống bàn. Bấm. Cả lũ giật mình ngã ngửa ra đằng sau. Nó nén cười kể tiếp. Hơn 20 mạng người, cả già trẻ, chết nát xác vùi lấp ở đó. Máu chạy động lại thành bụng cùng với thịt bụng. Còn có cái đầu bay văng ra mấy chục mét lăn lông lóc luôn. Gì ghê dữ vậy mày? Cái chỗ đó nổ thành một cái hố sâu hấm luôn mà. Ngừng một lát, mình bỗng ngước lên hỏi với vẻ thần bí. Biết sau đó thế nào không? Đám bạn lắc đầu. Nó mới nói tiếp. Lúc ấy đang thời chiến, mà ai mà đào lên được. Thế là người dân gom mảnh xác lại, chôn tập thể luôn, rồi xây một cái hầm gọi là nhà mồ. Ý là người chết có nhà để ở. Cánh cửa của cái hầm đó ban đầu người ta xây cho có, không có khóa gì hết. Thế là có chuyện ma quỷ bò lởm bởm ở giữa đường. Sau này người ta sợ quá, phải nhờ thầy trấn yểm rồi khóa cái nhà mồ đó lại. Cho tới tận bây giờ chưa có ai dám mở ra hết. Hôm nào mà vào ngày rằm trăng sáng, người ta đi qua vẫn nghe thấy cái tiếng văng vẳng, tiếng gào thét đau đớn phát ra từ chỗ căn hầm. Đám con gái sợ tái mét mặt, nhưng vẫn chăm chú nghe. Mình nói thêm. Tớ mới tới đây, nhưng mà thấy trường mình có nhiều chỗ đóng chặt cửa. Ngày xưa lại có nhiều người chết, kiểu gì chẳng có phòng nhốt ma như vậy. Mình nói như vậy, mục đích là để tăng thêm sự đáng sợ cho câu chuyện đang kể. Cả đám nhìn nhau rồi e dè. Thằng Dũng lại nói. Tao thì tao thấy cái phòng tinh học này á là khả nghi nhất. Mấy đứa kia cũng đồng thanh. Ừ, tao cũng vậy. Anh tao học ở đây từ lớp 10 tới tận lúc ra trường, mà chưa bao giờ thấy căn phòng đó mở ra. Chắc chắn đó không phải là phòng tinh học đâu. Mình nói. Vậy mà các cậu không tò mò trong đó có gì sao? Có lần tôi đi qua, thấy trong đó có tiếng đi lại, kiểu như đang lục lọi á, nhưng mà cửa khóa. Tôi chạy xuống mách cô, nhưng mà cô bảo chắc có chuột, nên không để ý nữa. Thầy cô cấm mà. Trước có một anh lớp trên định cài khóa, bị ông bảo vệ bắt được. Hôm sau đuổi học luôn. Từ đó không có ai dám nữa. Lúc đó bị đuổi học là việc đáng sợ nhất, nên từ đó không có đứa nào dám làm liều cả. Sau câu chuyện của mình, căn phòng tinh học bên cạnh lớp bỗng trở nên rất đáng sợ. Đám trẻ đang ồn ào vì những câu chuyện ma vừa rồi, thì tiếng trống vào lớp xóa tan đi sự ồn ào đó. Tiết học mới lại bắt đầu. Trong lòng Minh dấy lên suy nghĩ, muốn biết trong những căn phòng đó có chứa điều gì. Bất giác cậu ngoảnh ra ngoài cửa sổ. Bên đó là một vườn vải rộng lớn khuất tầm mắt. Ánh sáng mặt trời không thể chiếu tới phần bên dưới. Ở đó lúc nào cũng mờ mờ ảo ảo. Chợt Minh nhìn thấy một đứa bé mặc quần áo bẩn thỉu đứng chơi dưới gốc vải. Nó nhìn thấy Minh đang nhìn mình, liền nghiêng đầu hẳn sang một bên, nở nụ cười ma mị, rồi vẫy vẫy tay với mình. Minh giật mình hoảng quá, vỗ vỗ vai Dũng. Ê Dũng, có đứa trẻ con nào chứ có phải kìa. Nhìn thấy ghê quá. Dũng không ngoảnh sang, vừa nói vừa cầm cùi viết bài. Con ông bảo vệ á, nhà nó ở cái phòng ngay bên dưới lớp mình. Cái thằng đó tính nó điên điên kiểu gì á, đừng có dây vào nó. Hả? Điên sao? Thì điên là điên chứ điên kiểu gì. Hôm bữa bọn tao thấy nó cầm con nhái sống nhai nhồm nhậm, vừa nhai vừa cười ghê lắm. Nhà nó cả bố cả con đều quái dị luôn. Buổi học cuối cùng cũng kết thúc. Đám học sinh phờ phạc đi ra khỏi lớp. Ra tới cổng trường, đám thằng Long, thằng Hai, thằng Độ, thằng Tuấn Anh đã chờ sẵn. Lớp Minh và Dũng ở xa nhất cho nên ra muộn hơn. Thấy cả bọn đã đông đủ, thằng Long lên tiếng hỏi. Bọn mày đói chưa? Tuấn Anh đáp. Đói lắm rồi anh ơi. Anh định cho bọn em ăn gì ngon hả? Thằng Long cười nham hiểm. Tí cho mày ăn món chuối đỏ, đảm bảo trưa nay về ăn ba bốn bát cơm. Thằng Tuấn Anh nghe được thì liền sáng mắt lên.
Ôi, từ bé em ăn chuối xanh với chuối vàng, chưa bao giờ gặp chuối đỏ. Anh này lại tốt vậy? Nhìn vẻ ngây thơ của nó, mấy thằng còn lại bụm miệng không dám cười to. Ừ, anh mày thương mày nhất á, tí cho mày ăn nhiều nhất luôn. Nhưng mà anh bảo là phải nghe, rõ chưa? Cứ cho mà ngon, bảo mà làm gì cũng được. Cả đám kéo nhau ra về. Tới đoạn dốc, Long bảo thằng Tuấn Anh: mày đứng đây canh cho anh, để anh vặt chú đỏ cho mày ăn. Tuấn Anh nhận ra điều bất thường, nó dè dặt nói: anh ơi, nhà này làm gì trồng chuối đâu, chỉ có chó thôi. Mấy thằng đã đi trước một đoạn, thằng Long mới quay lại nói: đây, chuối đỏ đây. Bang lên một tiếng, một hòn đá ném thẳng vào cửa căn nhà lúc sáng. Cả đám hò nhau chạy mất dạng. Chạy nhanh chúng mày ơi, nhà này không có khóa cửa. Thế là một đàn chó phi ra. Thằng Tuấn Anh biết mình bị lừa, bây giờ mặt nó tái mét, vừa gào lên vừa chạy đuổi theo. Cũng may đang chạy xuống dốc nên tốc độ nhanh hơn. Đám thằng Long chạy hết đoạn dốc thì đứng lại, nhìn thằng Tuấn Anh vừa khóc vừa chạy. Cả đám cười bò ra. Thằng Tuấn Anh chạy nhanh quá không kịp thắng lại. Nó cứ thế lao thêm một đoạn xa nữa, rồi mất hút vào trong bụi rậm. Cả đám thấy vậy mới vội ngưng cười, chạy lại chỗ đó. Cứu em với, em ra không được. Thì ra nó lao vào bụi rậm, rồi lộn một vòng, ngã ngửa vào trong. Rồi không hiểu thế nào mà không tự đứng dậy được. Mặt của nó lúc đó tái mét, nước mắt nước mũi tùm lum. Lúc kéo nó ra, chân vẫn còn run run. Sao, chú đỏ ngon không em? Tuấn Anh tức lắm, hậm hực giận dỗi bỏ đi trước, không nói năng gì. Cả đám chạy theo sau dỗ dành. Mình nhìn đám bạn nghịch như quỷ này mà lấy làm vui. Trước đây nhà nó nghèo, chẳng ai muốn chơi chung. Bây giờ cả đám cùng nghèo như nhau nên hiểu cho nhau lắm. Cả đám đi qua vườn măng. Lúc này mặt trời lên cao, ánh nắng chiếu thẳng xuống, khung cảnh khác hẳn với lúc sáng, âm u đến đáng sợ. Thằng Long nói: chiều nay có trận bóng với lại bọn số 3, thằng Minh đi luôn nha. Lần này phải cho bọn nó chui háng chục lần. Ừ, chiều nay mẹ em dẫn em đi mua sách giáo khoa để mai đi học rồi. Ờ, bảo mẹ mày mua vở viết thôi, sách giáo khoa thì dùng lại của tao, hơi cũ nhưng mà đọc được. Thiếu mấy quyển thì bảo thằng hai nó cho nốt. Ừ, thôi em ngại lắm. Long vỗ cái bóp vô đầu. Ngại cái gì? Mày lấy mà dùng cho đỡ mẹ mày khoản tiền. Sách đó bọn tao học qua rồi, để không cũng chỉ nuôi mối thôi. Vậy anh cho em xin. Cả đám lại cười vui vẻ mà đi về. Tới đầu sớm, đám bạn chia tay nhau, hẹn chiều gặp nhau ở sân kho của sớm. Con chào bố mẹ, con mới đi học về. Mình về tới nhà, lúc ấy đã là quá trưa. Thấy con trai mồ hôi nhễ nhại ướt sũng, mẹ thương lắm. Con trai đi học về có mệt không? Đi ra rửa mặt thay quần áo đi rồi ăn cơm. Mình vâng dạ, rồi đi thay quần áo, rồi rửa chân tay. Bữa trưa hôm đó mẹ nấu cá khô, canh cà và muối vừng. Bố nó thì đã ăn trước, đang nằm nghỉ trưa. Chỉ có mẹ ngồi chờ cơm. Không biết do đói hay mệt mà nó ăn tận 3 tô. Mẹ hỏi han về việc nhập học, bạn bè trường mới như thế nào. Nó hào hứng kể lại hết từ cô giáo cho tới đám bạn. Riêng chi tiết ma quỷ thì bỏ qua. Ăn xong thì nằm nghỉ ngơi đi, chiều mẹ dẫn đi mua sách. Mẹ ơi, mẹ để con rửa bát, mẹ cứ nghỉ đi, con không có mệt đâu. Với lại mẹ mua cho con mấy quyển vở để viết thôi. Sách giáo khoa của anh Long với anh hai cho con rồi, không phải mua nữa. Chiều con sang nhà mấy anh lấy, mẹ cho con đi nha. Mẹ nó hơi bất ngờ vì con mình mới tới đây hôm qua mà đã gặp được những người bạn tốt như thế. Bèn vui vẻ nói: vậy thì tốt quá. Để tí mẹ hái mấy quả hồng sim trong vườn, đem sang mà biếu cho nhà các anh. Mình không nên lấy không của ai cái gì đâu con. Mình gật đầu rửa bát rồi đi vào nhà ngủ trưa. Đang thiêu thiêu ngủ, đột nhiên có cảm giác như bị đè chặt ở lồng ngực. Chân tay tê dại, không sao cử động được.
Mình cố gắng mở mắt ra, nhưng chỉ thấy một bóng đen lù lù ngồi trên người mình. Bóng đen này không có đầu, hai tay nó thì đang tra sức bóp cổ mình. Mình nhìn rất rõ bóng người đó, nhưng cổ họng bị kẹt cứng. Mình cố gào lên kêu cứu, nhưng chỉ ngáp ngáp chứ không nói nên lời. Muốn giơ tay đẩy ra nhưng không đẩy được. Mãi một lúc sau cảm giác ấy qua đi, mình cố gắng lật mình sang một bên. Bây giờ nó mới tỉnh, mở mắt ra rồi thở lên hổn hển. Mồ hôi vã ra như tắm. Mình đứng dậy nhìn xung quanh thì chẳng có ai. Có lẽ bố mẹ đã đi làm. Cảm giác khô cổ họng bây giờ mới ập tới. Mình ra bàn tu một hơi hết sạch ca nước. Uống xong, nó ngồi ở bàn nghĩ lại cảm giác vừa rồi, không biết là mơ hay thật. Cái cảm giác sợ hãi đột ngột xuất hiện và bao trùm lấy cu cậu. Mỗi góc tối trong nhà đều làm cho nó sợ quắn người. Nhìn đồng hồ đã 4 giờ chiều, mình vội vàng chạy tới chỗ sân kho của xóm. Một đám lóc nhóc đang chơi đá bóng ở đó. Thấy mình, thằng Long quát: "Đã hẹn chiều đá bóng rồi, sao giờ mới tới mày? Chờ đó, tí thằng nào mệt thì vào thay." "Em cũng quên, giờ thấy mệt người quá, anh cho em xem thôi." Thằng Long thấy mặt mình còn mơ màng như người mới ngủ dậy, đầu tóc thì bù xù, nên kệ quay ra đó đá bóng tiếp. Tiếng hò hét của trận bóng làm cho mình quên đi giấc mơ vừa rồi. Mãi sau thấy vui quá, mình cũng quên cả mệt mà lao ra đá chung. Tới tận chiều, trận bóng chỉ dừng lại khi có một đứa bị mẹ gọi về. Đám còn lại ngồi tụ tập thở với nhau: "Bữa nay thắng chúng nó tận năm quả, trả được thù hôm trước. Thằng Minh nhìn vậy mà đá được phết. Mày mà ra sớm á, có khi bọn nó thù đậm nữa." "Mới đầu em có dám đá đâu, chỉ tính ngồi xem bọn nó đá như thế nào thôi. Sao máu quá mới vô thầy. Bên đó nó có cái thằng béo bắt gôn, được mỗi cái to sắt, em đá phát nào là chết phát đó." Cả đám trôm trả bình luận về trận bóng mà quên mất cả trời tối. Mình giật mình: "Ê, trời tối rồi, anh Long về cho em mượn sách đi." "Thôi về tắm rửa ăn cơm đã, tối thì sang, anh còn chưa có lọc ra nữa." Về đến nhà, nó thấy mẹ đang nấu cơm, vội xắn tay áo vào giúp. Mẹ thằng Minh đang nấu, bỗng ngửi thấy mùi hôi hôi chua chua. Định quay ra nhìn, thì Minh ngồi cạnh mẹ nó bên bếp lửa. "Mẹ nấu món gì mà, để con phụ." "Thôi đi ông tướng, đi tắm cho tôi nhờ, hôi quá không có chịu được nè." Mình lúc này mới nhận ra người nó bốc mùi chua lầm, thẹn quá mới vội chạy đi tắm. Mẹ gọi hỏi vọng theo: "Thế có mượn được sách chưa con?" "Dạ chưa mẹ ơi, anh ấy bảo tối nay qua." Mẹ nó nói câu gì đó nhưng mình không nghe rõ, vội dội nước tắm cho trôi đi cái mùi chua. Trời tối, ăn cơm xong mồ hôi lại vã ra như tắm. Hồi đó có điện nhưng nhà mình chưa có sắm được cái quạt. Vốn liếng bố mẹ dồn hết vào ruộng với đồi chè rồi, chỉ còn một chút chi tiêu tằn tiện mà thôi. Bố mẹ mình tối nay mới có chút thời gian rảnh, bèn dẫn nó đi quanh xóm để chào hỏi xóm làng. Các bậc phụ huynh chưa biết mặt nhau, nhưng mình thì đã quen hết con của họ rồi. Nó xin phép mẹ cho ra chỗ đám bạn chơi. Thằng Long luôn là đầu tiêu cho những trò vui của đám bạn. Nó nhìn trời rồi nói: "Hôm nay trời nóng, chơi gì nhẹ nhàng thôi." Cả lũ đang nghĩ xem chơi trò gì nhẹ nhàng không phải chạy nhảy, thì mình nói: "Hay chơi trốn tìm đi." Cả đám nghe tới trốn tìm thì hơi sợ. Long lắc đầu: "Thôi chơi trò khác đi." Mình không hiểu mà hỏi: "Ủa sao vậy?" Long nhận ra là ngồi kể chuyện ma là cái trò ít tốn sức nhất. "Bữa nay ngồi đây kể chuyện, vừa mát vừa không phải vận động tay chân." Cả đám đồng ý ngay. "Được rồi anh, kể chuyện ma đi, cho con Linh với Ngọc Anh tối khỏi đi tè luôn." Hai đứa con gái duy nhất trong xóm
nghe chuyện ma thì sợ mất mật. Thôi anh, tí nữa bọn em còn về. Sợ thì về trước đi, đồ chết nhát. Nhưng hai đứa vẫn ngồi lì lại. Chỉ cần nhắc tới chuyện ma thôi, chưa cần kể, đã làm cho hai đứa nó sợ không dám đứng lên rồi. Vậy nên tụi nó chỉ đành ngồi lại nghe, lát nữa kéo nhau cùng về cho đỡ sợ hơn. Thằng Long hắn giọng nói, nếu mà bữa nay có thằng Minh ở đây, chúng ta sẽ giải thích vì sao không chơi trò trốn tìm vào buổi tối. Thằng Long rọi cái đèn pin con cóc chiếu vào mặt, tỏ vẻ đáng sợ. Là bởi vì sẽ có đứa bị ma giấu. Rồi nó chỉ thẳng tay vào thằng Tuấn Anh. Đây là nhân chứng sống, suýt chút nữa thì là nhân chứng xanh cỏ. Thằng Tuấn Anh gãi đầu cười trừ. Thằng Long nói tiếp, hôm đó trời có trăng, sáng lắm, có thể nhìn rõ mọi vật luôn. Cả đám ở đây rủ nhau chơi trốn tìm nè, chơi vui, mãi tới tận hơn 10 giờ đêm chưa chịu nghỉ. Thấy muộn quá cả đám mới rủ nhau chơi nốt ván cuối rồi về. Anh là người bị bịt mắt, mấy đứa kia đi trốn. Sau khi đếm xong thì anh bắt đầu đi tìm. Lúc ấy trời về đêm sương xuống rồi, mấy đứa mãi chơi mà mồ hôi vã ra nên không có thấy lạnh. Anh đứng giữa cột đếm xong thì tự nhiên cái thấy rùng mình. Rồi anh bắt đầu đi tìm. Con Linh với Ngọc Anh không có dám trốn đi xa, cho nên dễ bắt nhất. Rồi thằng Dũng với thằng Độ thì leo tích trên ngọn cây. Lúc đầu không tìm được, anh cứ đứng dưới gốc cây, bọn nó đang trốn mà ngó nghiêng. Mẹ nó, thằng Độ đánh một quả trống rõ to, rung cả cây. Lúc đó mới bắt được. Cả đám bật cười. Thằng Độ ngượng đỏ mặt. Long mới kể tiếp, cái thằng Hai là mất dạy nhất nè, nó dám trốn về nhà lên giường ngủ. Mai mà mẹ nó bảo cho biết, không thì tìm tới sáng rồi. Cả đám tới đây thì cười bò. Long lườm tụi nó một cái. Xong còn thằng Tuấn Anh, cái thằng cổ nợ đó trốn ở đây mà tìm mãi không thấy. Lúc đó là trời bắt đầu sương nhiều rồi, cỏ cây đã đọng lại nước ướt đẫm. Thấy muộn rồi nên cả đám bắt đầu đi tìm phụ, lục lội các bụi rậm, những chỗ hay trốn đều mà không thấy nó đâu hết trơn. Thấy có chuyện không tốt rồi, cả đám mới hò hét gọi nhau, người lớn cũng ra xem. Việc một đứa bị mất tích lúc nửa đêm làm cho nguyên một sớm xôn xao luôn. Thế nó trốn ở đâu hành? Nghe người lớn bảo là nó bị ma giấu rồi. Bố mẹ nó không thấy con về thì lo, cả xóm chia nhau ra tìm, tới nửa đêm cũng không thấy. Nhìn mẹ nó cứ khóc lóc mà thấy thương lắm. Cả làng tìm mãi tới hơn 2 giờ sáng, ai nấy cũng mệt lừ người mới đành quay về để mai tìm tiếp. Mãi tới sáng hôm sau người ta nghe thấy tiếng khóc ở giữa bụi tre gai, còn tưởng là ma khóc. Tới xem thì thấy nó nằm ở giữa bụi tre luôn, không thoát ra được. Mồm thì ngậm đầy bụng đất khô trình. Thằng Minh quay ra nhìn Tuấn Anh hỏi, thế làm sao mà chui được vào tận trong đó vậy em? Lúc đầu em với anh Độ trốn ra chỗ đằng sau nhà ông Vĩnh á, nhưng mà sau mũi đốt quá, em lại lẫn ra chỗ vườn nhãn. Thì vì cái chỗ đó xa, định chờ cho anh Long tìm tới rồi mới lao ra hù ma ảnh. Mà ngồi đó mãi chẳng thấy anh Long tới. Em chán quá mò ra chỗ vườn cây ăn quả, ngồi đó ăn no luôn, thỉnh thoảng còn vểnh tay lên nghe coi có ai tới không. Tới quái nào mà rõ hơn mấy trăng sáng, có thể nhìn rõ con đường nhỏ để đi luôn á. Vậy mà lúc đó trời lại tối đen như mực, em giơ hai tay lên trước mặt mà không thấy luôn. Thì cái lúc đó em mới sợ, định bụng đi ra nhận thua, đằng nào cũng nốt ván rồi về ngủ mà. Em mới nhắm chỗ hướng sân mà đi. Cái vườn quả bé tí nghĩ rằng điên lúc là ra, trong lòng lúc đó là thấy lo lo rồi. Nhưng mà cứ đi mãi mà chẳng ra được cái vườn. Lúc đó mệt quá em mới ngồi thập xuống thở. Ở bên tai vẫn còn nghe rõ tiếng mọi người gọi em luôn á. Mẹ em thì vừa khóc vừa gọi, bố thì quát nạt đe dọa. Em vội hét to lên là mình ở chỗ vườn cây,
nhưng mà hình như là không ai nghe thấy được. Ở trong vườn sương dính vào người làm áo em ướt đẫm luôn, lạnh dữ lắm. Lúc sau mấy anh nói lớn là em không có mà không ra là mấy anh về ngủ. Là lúc đó em hoảng quá rồi, gào kháng cổ luôn, kêu mấy anh đừng có bỏ em. Em kêu lạnh kêu sợ đủ hết, nhưng mà không có nghe ai nghe thấy hay là dừng lại. Lúc sau thì mọi người đi hết, em gào tới kiệt sức luôn. Cái tự nhiên lúc đó mọi thứ nó trở nên yên tĩnh lắm nha, tiếng dế cũng không có nghe nữa. Cái đột nhiên em nghe có ai nói với em là: cháu ơi, sao đêm rồi mà không về? Em giật mình nhìn thì thấy một bà cụ. Bà ấy đón em về nhà. Em muốn từ chối nhưng mà chân thì lại cứ đi. Tới nhà bà hỏi em có đói không, bà cho bánh kẹo ăn. Mà lạ lắm nha, nhà bà ấy đẹp, trong xóm làm gì có cái nhà nào đẹp vậy đâu. Bà cho em ăn xong rồi kể chuyện gì á. Bà nói nhiều lắm nhưng mà em mệt quá em ngủ quên mất. Sáng hôm sau tỉnh dậy thì thấy nằm bụi tre, gai nó cạo đau quá em không có cựa được, mãi mới có người tới cứu á. Thằng Long nói thêm: cái lúc mà cứu nó ra đó, người nó mềm như bún vậy, hai má thì tớp lại như người bị chết đói, quận mắt thì thâm xị, miệng nhai nhóp nhép bụng đất. Sau cái lần nó bị ma giấu á, thì từ đó không có dám chơi trốn tìm nữa. Cả đám ngồi mãi nói chuyện không để ý mà trời đã muộn. Minh bị mẹ gọi về thì giật mình: anh Long, về cho em mượn sách đi, mai con đi học nữa. Ừ, tao muộn rồi, chúng mày về đi, tao dẫn thằng Minh về nhà tao lấy sách. Thằng Hai nói: thế mai mang túi nha, để tao mang muối ớt. Cả đám ai về nhà nấy. Minh ôm chồng sách về nhà, thấy bố mẹ đã ngủ rồi. Nó sắp ra mấy cuốn sách để mai đi học, còn lại cất gọn vào trong góc. Minh nằm thổn thức mãi mới đi vào giấc ngủ. Đêm đó cậu nằm mơ, thấy mình đang đi trong khuôn viên của trường. Mấy đứa bạn thì đang hí hoái dòm ngó căn phòng đóng kín bên cạnh lớp học của mình. Minh tò mò chạy lại xem. Có một đứa nói: nè Minh, cầm chìa khóa mở cửa đi. Minh ngớ người, cậu làm gì có chìa khóa đâu. Minh xòe tay ra thì trong lòng bàn tay vậy mà lại có một chiếc chìa khóa cũ. Thấy bạn bè giục, Minh liền cầm chìa khóa tra vào. Tách lên một tiếng, ổ khóa được mở ra. Minh hồi hộp đẩy cánh cửa. Đột nhiên vang lên một tiếng quát: không được mở cửa. Rồi có ai đó lao tới đóng sầm cửa lại. Khi cánh cửa hé ra, Minh nhìn thấy trong căn phòng có vô vàn con mắt màu đỏ nhìn chằm chằm vào mình. Người lạ kia xách cổ Minh lên rồi ném cậu xuống tầng 1. Minh hoảng quá mà gào lên: Không, cháu xin lỗi. Lúc này Minh mới giật mình, bật hẳn dậy mở mắt ra. Hóa ra là ngủ mơ. Nhưng sao giấc mơ này nó chân thật quá. Minh nhìn thấy ngoài trời vẫn còn tối, lại nằm xuống trằn trọc mãi không ngủ được. Bản tính của đứa trẻ mới lớn là hay tò mò, có những chuyện càng cấm chúng càng muốn làm. Minh nằm suy tính làm cách nào để mở được cánh cửa kia. Nó chợt nhớ tới hình ảnh đứa bé sáng nay. Nó là con ông bảo vệ, chắc chắn bố nó có chìa khóa. Mình chỉ cần làm thân và dụ nó giúp thôi. Ngày hôm sau, Minh đắm chìm trong suy nghĩ làm sao để làm thân với đứa con của ông bảo vệ. Đang ngẩn ngơ trong mớ suy nghĩ lung tung thì giật mình vì bị thằng Long quát: làm gì ngẩn tụi te ra vậy? Minh ngẩng mặt lên nhìn. Nãy giờ cứ mãi đi theo chân bọn bạn, không để ý rằng đang đứng trước một vườn xoài. Trời lúc này đang hửng sáng, những quả xoài xanh làm cho đứa nào đứa nấy chảy nước miếng ra. Thằng Long nhìn nó, lặp lại mệnh lệnh: trèo lên hái đi, bọn tao đứng dưới canh. Thằng Minh ngắm nghía cái cây một lúc rồi xắn tay áo trèo lên. Một lúc sau cả đám xách hai cái túi xoài xanh lén lút đi ra khỏi vườn. Bà chủ nhà xách chổi chạy ra chửi sùm. Cả đám sợ quá, vội xách giò lên chạy một mạch tới trường.
À, mấy anh ăn trộm xoài nha, tí em mét cô. Là giọng của một đứa trẻ con. Thằng Dũng nói: con bảo vệ đó, kệ nó đi. Mình dừng lại, lấy mấy quả xoài dúi vào tay thằng bé. Anh cho em nè, giữ bí mật cho anh nha. Đứa bé gật gật đầu rồi lủi đi mất. Mình cùng với đám bạn xách túi xoài to đùng hiên ngang đi vào trường. Thằng Long nói: đem giấu vào căn cứ đi, ra chơi rồi tập trung xử tại đó. Thằng Tuấn Anh học xong ra canh ngay nha, không có đứa nào trộm mất á là mày nát đòn danh á. Tuấn Anh xách cái túi xoài đi thẳng vào chỗ bụi rậm gần cổng trường. Ngôi trường này không có tường bao, chỉ có những hàng rào tự nhiên bằng bụi cây mọc bao xung quanh. Đám học sinh thường chui vào đó cải tạo thành những căn cứ bí mật. Thằng Tuấn Anh đi rồi, Dũng mới nói với mình: đừng có bếp xếp nha, không mất ăn đó. Mình gật đầu hiểu ý. Chờ mãi cũng tới giờ ra chơi. Tiếng trống vừa dứt, thằng Dũng đã kéo tay mình chạy đi. Ra tới căn cứ, mình hơi bất ngờ vì cái chỗ mà lũ bạn tạo ra. Ở bên ngoài chẳng khác nào cái bụi rậm thông thường, vậy mà bên trong là không gian khá rộng. Bọn chúng còn đào một cái hố nhỏ rồi ngụy trang bằng cỏ để làm chỗ giấu đồ. Món xoài xanh chấm muối ớt là thứ quà vặt ngon hơn cả bánh kẹo. Đó là chúng nghĩ thế, vì hồi đó làm gì có đứa nào có tiền mà mua bánh trái đâu. Trái xoài xanh chua lét mà đứa nào cũng gặm như hổ đói, vừa ăn vừa cười vừa nói chuyện. Chợt thằng Minh nói: đã bao giờ mọi người nghĩ cái vòng tình học đó có gì bí ẩn không? Hả? Phòng tin nào? Cái phòng tin là cái căn phòng bị khóa trái cửa bên cạnh lớp anh á. Tuấn Anh từ lớp 1 tới lớp 6 chỉ được học lanh quanh ở dãy nhà cấp 4 ở gần cổng. Dãy nhà 2 tầng, nó chỉ nhìn qua chứ chưa lên bao giờ. Nó bèn nói: em chưa có lên đó. Nó làm sao vậy anh? Thằng Long đáp thay mình: mày mới lên lớp 10 không biết là phải. Tao học ở đây từ trước tới giờ, chưa bao giờ thấy cái phòng đó mở cửa luôn. Cứ đồn với nhau là trong đó để quan tài, đứa thì bảo là nhút ma, nhưng mà có bao giờ vào được đâu. Mình lại tiếp tục gợi mở vào chủ đề mà nó đang lấn cấn: mọi người không tò mò sao? Lớp tao có mấy lần định cải khóa, nhưng mà cái khóa to quá không có bẻ được. Sau này thì sợ bị đuổi học, cho nên chẳng có thằng nào nghĩ tới hết. Bây giờ em muốn mở căn phòng đó, mọi người giúp em chứ. Cả đám nhìn nhau với ánh mắt sợ sệt, nửa muốn nửa không. Mình nói thêm: hết kỳ này là các anh ra trường rồi, chẳng lẽ định đi rồi mà vẫn ôm cái sự tò mò sao? Hay là sợ ma quá nên không dám? Tuấn Anh lên tiếng: em cũng muốn biết trong cái phòng nó có cái gì. Là người đầu tiên biết chuyện, nó oai lắm chứ. Long suy nghĩ thêm một lát rồi gật đầu: bọn anh theo mày. Nhưng mà mở thế nào được cái ổ khóa to đùng đó? Anh nghĩ xem, ai là người có thể cầm chìa khóa căn phòng đó? Thì bảo vệ chứ ai, ngoài ổng ra chắc không có ai giữ nữa đâu. Không lẽ mày định tới lấy chìa khóa từ chỗ ổng hả? Không, em định... Mình chưa nói hết câu thì giọng một đứa trẻ con vang lên, làm cho cả đám hú hồn: mấy anh nhắc gì tới bố em vậy? Đó là con trai của ông bảo vệ. Thằng Đỉnh thò cái đầu qua cái lỗ ở bụi rậm. Mặt thằng bé lúc nào cũng xanh xao vàng vọt như người bị suy dinh dưỡng. Thằng Long gằn giọng có vẻ dọa nạt: mày làm gì ở đây? Không phải chỗ mày chơi nha, cút đi. Thằng Đỉnh chỉ vào mình: anh kia cho em xoài, em ở đây từ sáng đi trông cho bọn anh á. Có mấy thằng dòm vào định ăn trộm, em đều đuổi đi rồi. Cả đám hơi bất ngờ về vị khách không mời này. Mình thấy thế vội kéo luôn Đỉnh vào. Mấy người còn lại thì tránh nó như tránh tà. Long lại nói: mày đừng có chơi với nó, trước giờ những ai chơi với nó đều có kết cục không tốt đâu.
Hả? Là sao anh? Long bước tới gạt tay Minh ra khỏi đỉnh, rồi kéo về một bên. Trước có thằng cầm đá ném sức đầu thằng đỉnh. Kết quả là lúc đi học về, cái thằng đó bị viên đá từ đâu bay thẳng đầu, tí chết. Thằng Độ nói thêm. Rồi có thằng đi xe đạp quệt vô nó, chịu đi học về xe đạp mất phanh, lao thẳng xuống mương ngã gãy chân luôn. Nói tóm lại nó xui lắm, đừng có dây vô. Mặt thằng đỉnh yếu xìu khi nghe ai cũng trách nó. Mấy anh ghét em vậy thì thôi em đi. Nè, không có ai ghét em hết, ở đây chơi với anh. Nói rồi thằng Minh nhổ nước bọt vào tay, cho bảo thằng đỉnh làm y chang như vậy. Từ nay nó thuộc hội đồng nát. Thằng Long không hiểu ý Minh định làm gì, nhưng cũng không đuổi thằng đỉnh đi nữa. Minh nói, bọn anh muốn mở căn phòng ở trên tầng 2 á, em giúp bọn anh lấy khóa nghe. Sao anh lại muốn vào đó? Long nói, bọn anh nghe nói đó có mà, nên muốn đi cho biết mà. Ở đó không có gì đâu, chỉ là căn phòng trống thôi. Em từng lẻn vào đó một lần nên biết á. Cả đám trố mắt lên. Hả? Sao lại vậy? Cô cháu nói đó là phòng tin học mà. Đỉnh nói một cách chắc chắn. Em nói thật mà, chỉ có mấy thứ đồ linh tinh thôi. Em định vào trong xem, nhưng mà lúc đó bố em bắt được, đánh cho em một trận. Mình vẫn chưa chịu tin. Không có gì, sao người lớn lại cấm không cho vào ta? Nè, em nhất định phải giúp bọn anh. Các anh muốn xem cũng được, nhưng mà để tối nay bố em đi uống rượu, em trộm chìa khóa cho anh em ta mở ra. Nghe thấy phải đợi đến tối, cả đám hơi sợ, vì trường học quy định sau 5 giờ 30 chiều tất cả học sinh phải ra về. Nhưng chỉ có cách đó thì bọn chúng mới biết được chân tướng mà thôi. Vậy là cả đám hẹn nhau tối nay đến trường. Đỉnh lại nói, 6 giờ tối có mặt nha, muộn quá bố em về bắt được thì tôi. Tiếng trống vào lớp vang lên, cả đám vội chạy ra ngoài để về lớp. Mình dúi túi xoài cho Đỉnh. Cho em nè, để dành chịu ăn nha. Đỉnh gật đầu ôm lấy túi xoài, vẫy tay chào mấy người. Nhớ tối nay đến nha, em đợi á. Cả đám cắm cổ chạy về lớp. Không ai để ý rằng thằng Đỉnh nở ra một nụ cười bí hiểm. Trưa hôm đó, lúc ra về, cả đám bàn bạc nhau làm như thế nào để nói dối bố mẹ tối nay không ăn cơm ở nhà. Thằng Tuấn Anh nhớ ra, ê, chiều nay bố mẹ em về quê á, ngày mai mới về, các anh cứ bảo tới nhà em là được. Cả đám đồng ý, tối nay sẽ tập trung ở nhà thằng Tuấn Anh. Buổi chiều, trời đổ cơn mưa giông, mang lại bầu không khí mát lạnh, xua tan đi cái nóng ôi ả của mùa hè. Nhưng đối với mình và đám bạn, cơn mưa ấy không chỉ là mưa, mà còn đem lại điều gì đó đáng sợ lắm. 5 đứa trẻ mới lớn đứng trước cổng trường, trong lòng đầy những sự hoang mang và lo âu. Vào buổi tối, trường học đã trở thành một nơi tĩnh lặng và u ám. Mình có hơi ớn, nhưng vẫn quyết định cùng với đám bạn lẻn vào trường hành sự. Cả đám đứng chờ trước cổng sắt im ắng đến lạ thường. Két lên một tiếng. Không để chúng đợi quá lâu, tiếng cửa sắt được mở ra. Khuôn mặt nhợt nhạt của thằng Đỉnh luôn gây ra sự sợ hãi. Vào đi các anh, bố em đi uống rượu rồi. Cả đám theo chân thằng Đỉnh đi vào trường. Mấy chiếc đèn pin leo lét chiếu loạn xạ lên. Mình đảo mắt xung quanh, nhìn về phía dãy nhà bị khóa kín. Ban ngày chỗ đó nhìn đã âm u rồi, đến đêm lại càng kinh dị, như những câu chuyện ma cậu thường nghe về những ngôi nhà hoang chứa đựng những linh hồn không siêu thoát. Đột nhiên có bóng trắng vút qua những ô cửa sổ. Mình giật mình bịt miệng lại. Nó vỗ vỗ vai thằng Long, làm Long cũng giật mình, tí thì hét lớn.
Cả đám cũng lập tức quay qua nhìn theo hướng Minh chỉ. Thì đột nhiên tiếng con mèo hoang cất lên, làm cho cả lũ giật mình. Sau đó thì thở phào. Thằng Long cào nhau: "Ừ, chỉ là mèo hoang thôi, có cần co rúm lại nhau vậy không?" Cả đám vơi đi nỗi sợ, lại trón trén đi tiếp. Tới đoạn hành lang bước lên tầng 2 thì dừng hết cả lại. Đoạn hành lang mà ngày nào đám học sinh cũng phải lên xuống chục lần, vậy mà vào buổi tối không có đứa nào dám bước chân lên. Thằng Đỉnh thấy vậy cầm đèn pin đi lên trước. Mấy thằng còn lại lớn tòng ngồng nhưng lại núp sau lưng một đứa trẻ 8 tuổi. Biết là hèn nhưng nỗi sợ ma lúc này còn lớn hơn. Thằng Đỉnh bấy giờ là chỗ dựa tinh thần duy nhất của cả lũ. Một lúc sau thì chúng đã đứng trước cửa căn phòng tinh học. Đỉnh chìa cái khóa ra: "Các anh mở hay là để em mở?" "Ờ, thôi thôi em mở đi." "Có gì đâu sợ, các anh đúng là chết nhát." Thằng Đỉnh tra chìa vào ổ. Cạch. Tiếng khóa được mở ra. Bây giờ chỉ cần đẩy cánh cửa gỗ kia là có thể nhìn thấy mọi thứ bên trong. "Các anh vào đi." Mấy thằng đang trung sợ tự dưng nghe như vậy, chẳng có đứa nào dám bước lên, cứ đùng đẩy nhau. Lát sau thằng Long lại phải lên tiếng: "Hay em cứ vào trước đi, bọn anh theo sau." "Trong đó không có gì đâu, em ở ngoài này canh cho các anh vào. Lỡ bố em có về á, còn có người báo cho các anh biết." Long đẩy qua Minh: "Mày là đầu tiêu, vào trước đi." Minh không cãi được, đành phải trung trung đẩy cửa đi vào. Tiếng bản lề lâu ngày không được hoạt động kêu lên kẽo kẹt, nghe rợn cả tai. Một làn gió thổi sượt qua, đem theo mùi ẩm mốc của căn phòng lâu ngày không được thông thoáng. Ánh sáng chỉ tờ mờ u tối, căn phòng kín bưng không có cửa sổ. Lối ra duy nhất là cánh cửa nơi những đứa trẻ đang đứng. Chúng trón trén đi vào trong, cố gắng không gây ra tiếng động mạnh. Bên trong căn phòng chứa đầy những cái hòm làm bằng tôn lớn nhỏ, chứ không phải là không có gì theo lời kể của thằng Đỉnh. Đám trẻ tò mò trong những cái hòm tôn này chứa gì, nhưng không vội mở ra. Cả đám trục trè bám sát nhau, chỉ cần có động là chạy ra. Ánh đèn bắt đầu được tụi nhỏ chiếu rọi đến từng ngóc ngách. Sâu vào bên trong là mấy bộ bàn ghế và bảng đen, cách bài trí giống như một lớp học bình thường. Nhưng tại sao nó lại bị khóa kín? Mình xôi tới góc phòng. Ở đó có một cái hũ thủy tinh đựng thứ gì đó bám đầy bụi. Mình tiến tới lau lau bụi ở cái bình thủy tinh, rồi cẩn thận ngắm nghía. Thằng Long quan sát một hồi thấy không có gì đáng sợ, nó bắt đầu những trò nghịch ngợm. Mấy thằng còn lại cũng học theo mà quậy phá. Long nhìn thấy trong góc có sợi dây thừng, nó đu lên giả vờ tư thế bị treo cổ. Nhìn tao nè. Mấy thằng cười đùa trước cái trò vui đó. Thì đột nhiên thùng tôn có âm thanh gõ gõ từ bên trong. Mấy đứa giật mình khi có âm thanh lạ, bấu sát vào nhau, chiếu đèn vào cái thùng tôn đó. Cái thùng tôn bật nắp ra, cả đám giật mình. Tao là ma đây. Hóa ra là thằng Độ đã trốn vào đó. Đột nhiên thằng Tuấn Anh chỉ lên bên góc trái của phòng. Nhìn coi. Có một sợi dây thừng đã bị cắt đứt. Chỗ đó là chỗ thằng Long vừa đu lên. Nhưng điều đáng sợ là ở trong góc ấy hằn lên cái màu móc đen xì, có hình dáng của một người. Cả đám nhìn thấy có bóng người hằn lên trên tường thì sợ quá. Vừa lúc đó thằng Minh lao hết lớp bụi ở cái bình, nó gấp gáp nói: "Nè bọn mày, cho đây xem nè." Cả đám xúm lại xem cái bình. Thằng Long lỡ chân đá vào một thanh sắt làm nó bay tới cái bình, và bang lên một tiếng, chiếc bình vỡ vụn ra. Xác một con chó mực rớt ra cùng với thứ nước ngai ngái mùi rượu và mùi hôi của động vật.
cả lũ lập tức bị cái mùi kinh dị hôi hám này làm cho muốn nôn mửa. Sau khi chiếc bình bị bể đi, bên ngoài xuất hiện một tiếng cười man dại cùng với tiếng gió rít. Thoát rồi, thoát được rồi. Có ma kìa. Một thằng hét toáng lên rồi chạy vọt ra. Thằng đỉnh thấy thế đóng chặt cửa lại. Cả lũ bị nhốt vào bên trong, gào thét đập cửa ầm ầm. Đỉnh ơi, cho bọn anh ra. Đỉnh ơi, xin em đó. Đỉnh ơi, bọn mình cùng hội mà, cho anh ra đi. Cả lũ tự hù nhau sợ mất mật. Thằng Tuấn Anh hãi quá tè ướt quần. Trong lúc sợ hãi, thằng Long đạp mạnh vào cánh cửa. Cánh cửa đã mục, làm cho chân của nó xuyên qua luôn bên kia. Những mảnh vụn cứa vào chân, làm chân thằng Long rách một vệt. Nó điên tiết đạp thêm phát nữa, làm cánh cửa bung hẳn ra. Thằng Long nhìn thấy thằng Đỉnh đang cười cợt, thì lao vào đấm nó túi bụi. Mấy thằng còn lại cũng lao vào mà đánh đá. Chỉ riêng thằng Minh ra sức cản lại. Còn thằng Hai thì ra sau, do mắc kẹt sau cái cửa. Một đống đám thanh niên 16-17 thi nhau ra đòn. Chỉ một lúc sau, mặt thằng Đỉnh đã bê bết máu. Thằng Hai thấy vậy nó sợ giết người, cho nên vội ngăn lại. Ngay lúc này, bên ngoài có một giọng người lớn vang lên. Ai ở trên đó vậy? Cả lũ giật mình nói nhỏ với nhau. Làm bảo vậy đó. Sợ bị phát hiện, cả đám vội trốn sang đầu bên kia của dãy nhà, chui vào một lớp học ngồi im thinh thích. Tiếng ông bảo vệ ngày càng lên gần. Thấy con trai mình bê bết máu, lại thấy cánh cửa căn phòng tinh học mở tung ra. Bên trong tràn ngập mùi rượu và mùi xác động vật. Ông bảo vệ rít lên giận dữ. Là ai? Ai đã đánh con tao? Chúng mày không sống đâu. Đột nhiên cánh cửa căn phòng tụi nó đang trốn từ từ bật mở ra. Cả đám vội chạy ra ngoài. Mặt đứa nào đứa nấy tái mét. Thằng Hai nói với Long. Cái thằng ngu, sao mày đánh nó mạnh vậy? Tại nó dám nhốt bọn mình lại mà. Mình lúc này mới hoàn hồn. Hình như chúng mình vừa thả ra thứ gì rồi. Lúc nãy em nghe có tiếng hét ghê lắm. Thằng Long nhìn vết rách ở chân đang chảy máu. Đang trong cơn tức, nó chửi đổng lên. Ma quỷ cái chó gì, thò ra tao đập hết. Thằng Long vừa nói xong thì đột nhiên thằng Tuấn Anh lại gào lên, rồi ngồi thập xuống. Anh ơi, có ma nữ nó đuổi theo kìa. Nó trên ngọn cây đa ngoài cổng trường kìa. Cả đám nhìn theo hướng Tuấn Anh chỉ. Đúng là có ma thật. Trên ngọn cây đa to cao, quả thật có một cái bóng trắng với mái tóc dài thượt xõa ra đu đưa trong gió. Khuôn mặt của nó cười ngoác trọng tới mang tai. Cả đám dựng tóc gáy, vội cắm đầu cắm cổ mà chạy. Sau lưng vẫn nghe tiếng cười the thé, làm chúng sợ mất mật. Thằng Minh lúc này mới nhận ra sai lầm. Chết rồi anh ơi, mình lỡ gây thù chút quán rồi. Mai ông bảo vệ đánh mình chết. Không phải do mày tò mò về căn phòng đó thì đâu có tới nỗi này. Thì em cũng chỉ muốn biết nó có bí ẩn gì thôi. Chúng ta cùng hội mà, sao bây giờ đổ lỗi cho mình em? Hội hiếc cái chó gì mày? Tao đã bảo mày đừng chơi với thằng đàn con đó. Mày tự ý nhập nó vào hội, bớt cái mặt tao. Tao đã nhịn rồi. Bây giờ thân ai nó lo đi. Mấy cái thằng kia từ sau á, đừng có cho nó chơi nữa. Cả đám chia nhau ai về nhà nấy. Trong lòng ai cũng dấy lên một nỗi sợ. Sự việc hôm nay đã vượt quá tầm kiểm soát rồi. Sáng hôm sau, dù không muốn, nhưng tất cả đều phải tới trường. Cả trường đang xôn xao là căn phòng tinh học bị ai đó phá tung. Lại thêm một tin chấn động nữa. Thằng Hai gọi thằng Long ra một góc. Mày biết tin gì chưa? Con ông bảo vệ chết rồi đó. Mày giết người rồi. Thằng Long ngớ người lắp bắp. Không đúng. Hôm qua anh em mình rời đi, nó vẫn còn thở mà. Sao nay chết được? Có người bảo nó rơi từ tầng 2 xuống, ngã vỡ đầu. Thằng Long thở phào như trút được gánh nặng. Thế thì không phải tao rồi.
Cả trường hôm ấy phải nghỉ học. Thằng Đỉnh thì bố nó xác nhận là bị ngã từ tầng 2 xuống rồi chết. Đám tang được tổ chức ngay trong ngày. Cả đám rất bất ngờ vì sự việc vừa rồi. Chuyện căn phòng bị mở cũng không ai để ý tới. Chỉ có mấy đứa tò mò ngó đầu vào trong rồi đi ra. Không ai hẹn ai, cả đám tụ tập ở căn cứ. Thằng Long nói: "Thôi thì nó chết rồi cũng là may mắn. Không có người chỉ điểm, không có ai nói coi như chúng ta thoát tội. Thằng Minh, anh xin lỗi. Mày giữ kín chuyện này giúp anh, không thì cả lũ bị đuổi học hết." Thằng Minh im lặng, không nói gì, chỉ gật đầu. Thằng Long thở phào nhẹ nhõm, cứ ngỡ là thoát được tội. Chuyện yên ắng cho tới một tuần sau. "Này Minh, Minh ơi, anh Long treo cổ chết ở ngoài ban công kìa." Thằng Dũng giọng hấp tấp gọi Minh ra xem. Bên ngoài có tiếng hét thất thanh của đám con gái. Minh vội chạy ra. Nó thất thần, ngồi bệt xuống đất. "Trời ơi, sao lại như thế này?" Xác anh Long bị treo lủng lẳng bằng sợi dây thừng. Mặt mũi bê bết máu, như bị ai đánh rồi mới treo lên. Hai mắt trợn trừng lồi cả ra. Máu mũi máu miệng nhiễu ướt đẫm cả một khoảng sân. Theo lời cô giáo kể, thằng Long đang ngồi học, đột nhiên xin cô cho ra ngoài đi vệ sinh. Mãi sau không thấy nó quay lại. Cô giáo đi kiểm tra thì thấy nó treo cổ ở đó. Sự việc làm kinh hãi đám học sinh trong một tuần sau đó. Nhưng rồi chuyện này chưa yên ắng thì học sinh lại được một phen hoảng hồn nữa. "Thằng Đỗ, trời ơi, là thằng Đỗ kìa." Hôm đó nhà trường nhập thêm tủ tôn để lấy chỗ để đồ. Do cầu thang nhỏ quá nên người ta phải kéo từ tầng 1 lên trên. Lúc công nhân đang kéo thì đột nhiên dây thừng bị đứt. Và không hiểu sao thằng Độ lại lững thững đi vào cái chỗ người ta làm việc. Kết quả là nó bị nằm bẹp dí, máu chảy ra thành vũng. Ba cái chết kinh dị xảy ra trong vòng chưa đầy một tháng. Học sinh đi học trong sự nơm nớp, đặc biệt là nhóm thằng Minh. 7 người, bây giờ chỉ còn lại 4. Thằng Hai, thằng Dũng, thằng Tuấn Anh và thằng Minh. Lúc này 4 thằng đang ngồi trong căn cứ bàn tán. Vài ngày sau cái chết của Độ, thằng Hai gãi cằm, ra chiều suy nghĩ. "Có khi nào thằng Đỉnh nó trả thù bọn mình hay không?" "Ừ, đúng đó. Nhưng mà có quá nhiều điều bí ẩn quanh cái chết của nó." "Mấy anh ơi, em không có muốn chết đâu." "Mày yên tâm đi, bọn anh không để mày chết đâu." Thằng Minh đắn đo một lúc, cuối cùng cũng nói ra ý định của mình. "Hay là mình đi thú tội với bác bảo vệ đi." "Mày điên hả? Tao chỉ 2 tháng nữa là tao thi đại học rồi, tao không có muốn bị đuổi đâu." "Thế mình phải sống trong cảnh lo sợ này mãi sao anh?" Cả đám cãi nhau ôm sòm, cuối cùng vẫn không có được tiếng nói chung. Hôm sau đi học, thằng Minh đang quẩn quanh với suy nghĩ có nên tới nhận lỗi với bác bảo vệ hay không, thì lại có thêm tin xấu nữa. Có người chết đuối ở dưới hồ ở gần trường. Mình dự cảm không lành, vội chạy ra xem thì tá hỏa. Thằng Dũng với thằng Tuấn Anh chết trong tư thế nằm sấp ở cái hồ nước cạn. Lúc vớt lên, xác hai thằng đã tím đen, trương phình lên như đã chết từ bao giờ. Lúc này mình mới hoảng loạn thật sự. Nhưng mọi ánh mắt đều đổ dồn vào thằng Hai, bởi vì thằng Minh mới tới 2-3 ngày, không ai nghi ngờ một học sinh mới như nó cả. Thằng Hai trở thành tâm điểm của những câu hỏi. "Nói thật đi, là bọn mày mở cửa căn phòng đó có phải không?" "Thằng Đỉnh nó mở cho chúng mày vào sao?" "Ê, căn phòng đó có ma, nó đang đi trả thù chúng mày đó." Vô số câu hỏi dồn dập từ bạn bè cho tới thầy cô, cùng với bố mẹ của những đứa đã chết. Tối hôm đó, thằng Hai nhốt mình trong phòng. Nó ôm đầu trút vào một góc.
Không phải tao làm. Tao không biết gì hết. Bọn mày mau tránh ra đi. Thằng hai phát điên chỉ trong một đêm. Lúc này nhóm chỉ còn lại thằng Minh. Bố mẹ nó cũng nghe chuyện mà lo lắng hỏi. Mẹ thấy con có chơi với chúng nó. Bọn con đã phạm phải điều gì mà để ma quỷ đòi mạng như vậy? Một người chết thì không nói, nay bốn thằng chết một thằng điên rồi. Mình lúc này đang trong cơn hoảng loạn. Nó không dám thú tội ngay với mẹ nó. Không, con chỉ đi học cùng bọn nó thôi, con đâu có biết gì đâu. Nhà ta chỉ có mình con. Con mà có làm sao thì mẹ chết. Nghe mẹ nói như vậy, thằng Minh đã có sự quyết định. Ngày hôm sau, nó vòng ra sau trường, chỗ nhà bác bảo vệ. Bác ấy hốc hác gầy rột đi chỉ sau mấy ngày. Sao không về học đi? Tới đây làm gì? Mình cúi đầu lễ phép đáp. Thưa bác, cháu có chuyện muốn nói. Đoạn nó quỳ xuống trước mặt bác bảo vệ rồi khóc rưng rức lên. Bác ơi, mọi chuyện là do cháu. Cháu xin lỗi. Bác đánh chửi cháu chịu hết. Cháu là người mở cửa căn phòng đó và phá đi chùm rượu sao? Mình biết sai, cúi mặt xuống, không dám nhìn mặt bác bảo vệ. Nó gật đầu rồi kể lại sự việc. Bác biết là sẽ luôn có những đứa trẻ tò mò. Chúng dĩ các cháu ở độ tuổi tò mò, bác không trách. Hãy coi đây là một bài học. Nhưng bọn cháu đã lỡ tay giết chết con trai bác rồi. Không phải bọn cháu đâu, các cháu chỉ đánh nó bị thương thôi. Là ma nữ trong căn phòng đó làm ra. Rồi bác thở dài kể lại. Ngày trước khi mọi người tới đây để cải tạo nơi này thành trường học, tất cả từ sân trường, mái nhà dãy cấp 4 đều mất rất nhiều thời gian để tu sửa. Duy có dãy nhà ở hai tầng này là vẫn còn giữ nguyên hiện trạng. Chỉ cần quét dọn rồi kê bàn ghế là sử dụng được. Lúc đó mọi người nhận ra có một căn phòng khóa kín lại, còn dán bùa. Ai nấy đều sợ trong đó ẩn chứa điều gì ghê rợn. Cuối cùng họ vẫn quyết định mở căn phòng đó ra. Mùi ẩm mốc lâu ngày không được dọn xộc ra, khiến cho ai nấy cũng nhăn mặt. Căn phòng đó tối om, phải mất một lúc sau mới có thể nhìn rõ được vật bên trong. Và người ta tá quả khi có một bộ xương người treo ở trong góc. Trời ơi, người đó chết từ bao giờ vậy? Không biết từ bao giờ. Xác thịt trụng ra hết, quần áo cũng mủng rồi. Xác định là chết rất nhiều năm. Người ta làm lễ hạ xác rồi đem chôn. Căn phòng lại được dọn dẹp sạch sẽ. Sau này đưa vào làm lớp học thì điều kỳ lạ mới bắt đầu. Chỗ dây thừng người ta cắt đi chứ không thể nào tháo được. Mà cứ ai động vào thì đột nhiên bị đau bụng dữ dội. Thấy có chuyện tâm linh nên người ta để đó không dùng tới nữa. Cái chỗ ẩm mốc đó thì dù tẩy rửa đi bao nhiêu, chỉ vài hôm sau nó lại hiện lên lại. Người ta nói chỗ đó là vong hồn người chết không siêu thoát. Sau này căn phòng đó học sinh sợ quá không có dám vào, cho nên đóng khóa lại từ đó tới giờ. Vậy tại sao lại đem giấu giếm chuyện đó? Bác bảo vệ xoa đầu mình. Thế cháu nghĩ ai dám học ở một ngôi trường cô mà? Vậy nên những người biết đồng ý giấu cái chuyện này đi. Nghĩ đủ lý do để mà ngăn cản không cho ai vô. Ngày trước có một cậu cải khóa vào
lúc đó không có ai ở đó. Thì sáng hôm sau một thi thể người được tìm thấy ở dưới tầng 1. Bác là người phát hiện ra đầu tiên. Để tránh chuyện bị đồn thổi ra ngoài nên hiệu trưởng cho giấu đi, nói là cậu bé bị đuổi học. Bác nhớ có đợt thầy hiệu trưởng nửa đêm vào trường cùng với một người đàn ông lạ mặt. Chắc là thầy Pháp được mời tới để xử lý cái dòng đó, tránh nó quậy phá lung tung. Cây hũ mấy đứa làm bể có lẽ là chỗ nhốt dòng hồn cái xác kia. Sau này con trai bác có lần lén lấy chìa khóa đi vào trong đó. Mai lúc đó bác phát hiện ra rồi bắt nó ra. Từ đó nó cứ như người mất hồn vậy, luôn lẩm nhẩm trong đó là có bạn. Bác phải cấm nó không bén mảng tới đó nữa. Mà từ sau đợt đó nó cứ vàng vọt xanh xao. Cho mãi tới hôm mà căn phòng bị các cháu khám phá, con ma đã giết thằng bé để nó có bạn chơi. Đồng thời nó giết bạn bè của cháu để trả thù cho thằng Đỉnh đó. Vậy chỉ còn cháu, cháu sẽ là kẻ tiếp theo sao? Chợt bên ngoài có tiếng gõ cửa, sau đó giọng nói của thằng Đỉnh, nhưng là từ cõi hư vô vọng về. Em không hại anh đâu, anh tốt với em mà, anh còn cho em ăn. Còn anh kia, em chỉ làm cho phát điên thôi. Đỉnh à, cho bọn anh xin lỗi. Có tiếng bước chân rời đi. Bác bảo vệ nói: nó tha lỗi cho cháu rồi, bây giờ chỉ còn lại là cháu có tha lỗi được cho bản thân mình để mà sống tiếp hay không thôi. Mình đứng dậy cúi đầu chào bác bảo vệ rồi ra về. Trong lòng nó đã có quyết định để chuộc lỗi. Vài năm sau, lứa học sinh của mình ra trường. Mọi người đều đi học đại học, người thì xuất khẩu lao động. Ngôi trường cũng được phá bỏ đi xây mới. Mình xin được công việc làm ở căng tin của trường. Chỗ hàng trào bằng cây bụi cũ cũng được phá đi để xây bằng tường gạch. Mình bỏ tiền ra xây một cái miếu nhỏ ngay trên chỗ căn cứ cũ của đám bạn. Vào ngày rằm hay lễ, bàn thờ luôn được bày biện hoa quả, nhang khói ấm cúng. Bọn mày ơi, tao xin lỗi. Bây giờ tao sẽ ở đây chăm sóc bọn mày để mà chuộc lại lỗi của mình. Mỗi lần đến thắp nhang, hình ảnh đám bạn khoác vai nhau cười nói lại hiện lên trước mặt mình. Những đứa trẻ tuổi chỉ mới 16-17. Và lần nào cũng thế, mình đều rơi một giọt nước mắt ân hận rồi mới rời đi. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Bóng ma trong phòng tinh học, một sáng tác của Nguyễn Mạnh Dũng. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.